Bài 6. Phân tích xác suất probabilistic vaccine. Thì mục tiêu là gì? Làm sao để chọn được một cái cấu trúc phân tích. Ví dụ như này, có câu này: I saw a man with a telescope. Thì cái luật đầu tiên là gì? Có khả năng này là gỡ này. Thì khả năng tạo lên không rõ ràng. Và những cái phân dạng lớn như N, UI như là Apple Pie Pass chẳng hạn, có này, có những mấy nghìn luật cơ, mấy vạn luật này. Thì nếu chọn hai luật gì là VP, V determine động từ này, xác định từ này, danh từ, và VP là gì luôn nhớ, thì VP thành VNP, VP NP chẳng này, VP là động từ thành động từ cộng với mệnh lệnh anh từ, còn mệnh lệnh anh từ sẽ bằng là xác định từ đi từ mai ơn giờ ấy, mệnh lệnh anh từ cộng với VP với cái gì chắc anh tiếp. Thế thì chúng ta sẽ liên quan đến việc là liên kết từ bigram, đây là đây. Eat ice cream thì thường thường diễn ra, eat John thì rất ít khi, ngoại trừ trong cái phim Survivor thì nó có chữ eat John được. Eat ice cream thường xuyên diễn ra được. Những cái từ kèm nhau thì ít ice cream thường nó gặp nhiều hơn là ít John. Một số những cái bất lợi là gì? Là cái xác suất mà là John decide to have a baker thì có xác suất cao. Xem xét là W3 thì rằng bằng xác suất của W3 sau khi đã có cái bậc cấp 2 đi sau này. Bằng cấp của W3 là W2 nhân với xác suất của W2 cấp 1 thì W1, đúng không? Đúng rồi nhỉ. Tất nhiên như vậy. Cái giả định này quả rất là mạnh. Ví dụ như là mục tiêu chủ ngữ của một câu có thể là được chọn trong các đối tượng như là Clinton admire honesty, tức là cái ông Clinton thì quan tâm đến cái gọi là sự thành thật cáo toét thằng tổng thống Clinton vợ. Thành thật gì đâu? Sử dụng các cấu trúc cú pháp để dừng các lựa chọn từ cái progating là gì? Cái này gọi là chữ truyền bá. Ví dụ như là Fred water his mother's small garden. Fred thì tưới cái vườn của mẹ của anh ấy. Vậy thì cái PR thì cô bổ sung vào chữ garden là thế nào? Cái probability xác suất ấy, xác suất thêm vào là gì? Xác suất garden đứng sau cái cụm từ mother small này, trong một chính từ này thì không cao, cái trigram này thì sẽ không tốt lắm. Còn cái xác suất mà của Garden đứng sau x, và x là đầu của một cái đứng đầu của một đối tượng của một cái noun phrase để được tưới thì nó sẽ nhiều hơn. Đây thì được Garden cái gì đó sau tưới thì khả năng có chữ tưới và cái gì đó x ấy thì nó cao hơn. Các bạn nên sử dụng bigram và các liên quan hệ cú pháp. Liên hệ cú pháp thế nào? Động từ sẽ có một cái gì đó tương đối là có đối số đổ vào cái động từ với đối tượng object, hoặc là động từ mà không có object không có đối tượng của câu. Thế thì cái ví dụ chúng ta có như này: John admire honesty thì này không có đối tượng câu, nhưng honesty thì admire John thì lại có. Thế đối tượng thì không rõ cái ý này làm sao. Đối tượng chủ ngữ từ chỗ nhau ấy, thì có thể được. Sự bất tiện gì? Làm cho tăng kích cỡ của văn phạm. Câu này: One year Wall Street Journal, tức là thì có là gì? 4.721 câu. Trung bình mỗi câu ở dài 2-3 từ. Và nếu mà ta sẽ mỗi chỗ mà sẽ bị khoanh bằng tay thì chỉ có 4 phần 7. Còn 2.000 hoặc 2.023 từ là có cùng cấu trúc, cũng như những cấu trúc khác cùng rồi. Còn lại thì nó sẽ khác chút. Thì như can you do it over? Tức là làm một cách mà nhìn đã bảo không? Thay vì tập liệu em nói thì nhìn có bảo liệu không được,
qua một cái bảng hoặc một cái tiến trình của nó. Ví dụ này, luật 3 này, luật 2 này, luật 1 là now frame này, this apple look good and eat a red cheese, a real cheese, apple pie, this apple pie look good and eat a real cheese. Ta cái ta thấy cái này. Đây đây có gì? Câu này. Sentence chiều now phrase có một verb phrase, verb phrase tách ra thành verb phrase nhỏ, thì verb phrase nhỏ hơn nữa. Ở đây có adjective. Thì đằng này nói verb phrase này có thằng verb phrase verb đây. Now phrase bên trong. Luật ra gì? Now phrase ra cái này. Now phrase cũng ra cái này. Còn sentence câu bao gồm cả cái đúng này. Và collapse ta phải nhét lại nó ns thì thành x. Và thằng này là vp với cái vp với x nhá, gọn thì chuyện luật thì theo luật này phụ thuộc vào cái tần suất sử dụng của chúng. Thì tính toán tỷ lệ xác suất thế nào? Pi xác suất này của x kéo theo y sẽ bằng tần suất của null phrase kéo theo hàng cụm này và 1470 trên 9000 bằng cái này. Đúng ra xác suất tính toán chủ ngữ kéo vào now phrase verb phrase đấy này. Đấy này như này. The big guy eat the apple pie. Với áp dụng này thì as now phrase verb phrase now phrase tách ra thành the big guy. Còn now phrase tách ra là động từ eat cộng với now frame trong, now frame trong lại tách ra thành determine on the gì đó với cả dj tức là cái chủ ngữ động từ dj nn trợ động từ không phải cái cụm là danh từ của bổ nghĩa đây pcfg. Đây, tập các cái cụm từ không phải rất nhỏ được này, những cụm không rất được nhỏ này, rồi các cái biểu tượng bắt đầu này, tập luật này, xác suất luật mà với mọi y thì tổng các g của xác suất này bằng 1, xác suất của phái sinh trên cây. Giả dụ tôi có đặt một cái biến place in variable này. Hỏi in đây là hyphen. In và cái này gọi là bất biến này. Bất biến này, xác suất của một cái cây con không phụ thuộc vào nơi mà cái chuỗi trong từ được dominate. Là string, ví dụ như này, xác suất này với mọi k, cái n, g, k, k, c, này nó khó hiểu này. Có phải theo kỹ giáo trình như cái này thì đưa vào nó khó hiểu. Phi ngữ cảnh, xác suất cuối con không có phụ thuộc vào cái từ mà nó không bị từ mà không từ đó nó không gì có vai trò chi phối trong cái con ấy. Xác suất con không vượt cái từ mà chi phối, chưa chi phối được. Phi tổ tiên, phi dẫn xuất, xác suất của cây con không phụ thuộc vào cái nốt mà cái phái sinh ra có liên quan ở ngoài cái cây con đấy. Phương thuật toán phân tích thì có là CKI bin stream agenda chart bus. CKI xác suất này cấu trúc nguyên liệu này sẽ lập trình động, gì lập trình động với quyển động, lớp quyển động với hàm cái mào quyển động này sẽ giữ giá trị lớn xác lớn nhất cho những cái constituent là cái gì nhỉ? Một thành phần mà không cái phần này mà nó không phải cái từ cuối cùng ấy, không phải cái từ nhỏ nhất trong cái phần câu ấy. Thì PTR là lưu đường dẫn của thành phần trong câu cây
đầu ra tối đa hóa xác suất của cái phân tích này, tính toán xác suất theo cách đệ quy, nhưng cơ bản là một đầu vào một từ, xác suất của cây bằng xác suất của a so với y. Trường hợp là đệ quy thì đầu vào một chuỗi các từ thì a này bằng là y này này, cụ thể cái này chưa hiểu lắm cái gì đấy. Tính nào không? Tay chứ tính nào thì khó. Nào. Tính như này nhá. SPP Astronomus Isostar Isostar Telescope gì? Delta NP. NP này. Đây. Xác suất tính toán này, cái này xem cẩn thận cái gì luôn. A dog saw a cat at the scope. B1 này, B2 này, cao hơn chọn. Insert trạng thái hay là gì? Tìm kiếm theo trạng thái không gian. Trạng thái là một phần của phân tích mà đi kèm với xác suất ở đó, chỉ quan tâm những cái thành phần có giá trị cao của mỗi bước. Tại vì insert mỗi bước phân tích một câu sẽ có một số các n bước beam thời điểm này, successor này, xác suất tiến, xác suất lùi này, big brown fox now free the big brown fox. Xác suất tiến như thế này, xác suất lùi là xác suất của những mọi thứ phía dưới cái nốt được cúp ở cái nốt đấy, xác suất tiến xác suất của mọi thứ phía trên bao gồm cả nốt đấy. Tiến ở đây đỏ là tiến, B là lùi, trong phía ngoài, trong phía ngoài xác suất n start này, phía ngoài ở trong không xác định gì đây, chi phối từ này có thể là tìm kiếm được cái này sơ giản quá không hiểu cái gì luôn, không bên ngoài tính toán xác suất của chuỗi và sử dụng cái hệ bên trong việc quyết động dựa vào cái hệ bên trong xác suất của cái kép 1M thỏa mãn lần G hơn phía trước dòng hết này nào cả hai cơ bản để quy induction lên trên PCFG một có giáo trình cụ thể thế này không không học được, tình là không đọc được thôi này, sự lập lờ trong cấu trúc ngữ Việt Nam đó có hai kiểu lờ, câu có thể hiểu nhiều cách khác, tôi nhìn thấy anh Hải ở tầng 2 trên tìm nghĩa nghĩa, nhưng mà cấu trúc phân tích có thể là nhận một cái cây trong đó một cây là chính xác. Khúc này có nghĩa gì? Lần hai thôi. Ngữ chủ ngữ vị ngữ chủ ông trời mưa hôm nay trời mưa thấy không? Ở đây chủ ngữ là hôm nay, danh ngữ trời mưa, trạng ngữ vị ngữ vẫn thế thì khác là sự không rõ ràng trong phân tích cú pháp Việt Nam
pháp ngữ là sử dụng các nhãn chi tiết hơn cho nhãn từ, rồi sử dụng các luật thay luật nữa. Sự một luật thì ta sẽ những cái bất lợi nó là những tập cụ ngữ ngữ pháp thì không duy nhất, cái kích cỡ của luật thì tăng nhanh rõ ràng, và các luật thì thiết lập cần phải thường tay nên nó khó thành công. Phương thứ hai là thị bố pháp xuất vào trong cái tập luật. Rõ rõ ràng của câu này thì sự không rõ ràng cũng thiết lập các nhóm từ được giải quyết, ví dụ như là vấn đề cho phần trước phần này đã quyết vấn đề nào, hiểu ý thì khó nhưng còn về giải thích cũng là phức tạp. Danh từ, định ngữ, giới từ, danh ngữ này thì thực ra người Việt Nam không hiểu. Mình học là ngữ pháp tiếng Anh nhưng Việt thì mình có học mình cũng không nhớ đâu. Nguyên Việt thì nó tự dùng rồi, đọc ở đâu hiểu đấy nhưng không cần phải biết chính xác lắm. Còn ngữ pháp tiếng Anh học thuộc lòng rồi thi hơi nhiều, nhiều năm học lòng đấy khác. Nào, ambiguity gọi là Việt. Và quan điểm của mình về cái văn phạm tiếng Việt nó cũng khác so với quan điểm của những tác giả mà dùng ngay. Những cái từ cụ thể có thể ảnh hưởng kết quả của cái quá trình với cú pháp. Dụ như tôi đang ăn thì hiếm khi chấp nhận như một câu tôi ăn, bởi vì nó không tin nó là quá nhỏ. Tôi đang ăn thì dễ chuyện hơn. Không rõ ràng có thể do là xóa những cái từ kết nối như là thể nói là bạn tôi, con tôi, không phải nói là con chó tôi, con mèo tôi, tức là khi nó xóa những cái liên kết đúng không? Như của tôi, con mèo tôi. Các từ có thể đóng vai trò quan trọng trong cái quá trình phân tích cú pháp, thêm thông tin từ tới vào văn phạm, enriching. Thêm từ gì? Một cách đơn giản, thêm từ là tương đối khó trong việc giả dụ độc lập, sửa chữa bằng lại encode là bổ sung thêm thông tin vào những cái không gian gọi là những từ chưa kết thúc ấy, cho cái từ nhỏ thêm vào của cấu trúc sự linh sự nhạy cảm cấu trúc thì đây mở rộng các nốt dựa vào cái giá trị của chúng từ những cây, những vị dung cây, tức là nó không phụ thuộc vào cái nội dung văn bản. Cho như là bổ sung nốt, tức là thông tin ấy, thông qua ghi những cái mẫu của chúng như là NP, now phrase thì khác hẳn ở cái cụm danh từ của chủ ngữ thì khác hẳn cụm danh từ động từ. Thì em bổ sung cho PCVR này. Cái từ đầu một cụm từ cho một cái diễn đạt cụ thể về cái cụm từ cấu trúc của nó, đặt thêm thuộc tính của từ là VP đâm đâm sách into đâm đâm xã cát into cấu trúc đi đầu VP đâm hạn chế của PLCFG VP tình không hiểu với em VP về chúng ta không có đủ cái nguồn văn bản sẵn để diễn đạt cấu trúc của chữ trường hợp ok thì pen gọi 1 triệu từ phân tích tiếng Anh không là gì đây là thừa 100 1 triệu thành phần nhưng mà có 6 cái what ấy sao cái không phải là how much hồi nhìn bao nhiêu chú ý em cái này nó hơi ngắn quá và là thể đi kèm được phần lớn những quá trình thông minh dựa vào coi là bi-lexicality static tức là cái xác suất song hành à nhiều như là xác suất của quan hệ giữa các cặp từ thì dựa nó là bigram cái cấu trúc cây của này
mẹ quá dài luôn này. Tính toán ra thì gốc ở sentence này. Now phrase, verb phrase, now phrase. Break it này. Tính toán thì chúng ta thì human, toán của người dùng này. Hệ thống gán này. Tại như một cây cấu trúc của nó là cái lawyer question the witness rất là luật sư thì hỏi nhân chứng thì đây là now lawyer là một cái now phrase question động từ cho verb phrase trong này có đằng nào bên trong nhãn này now phrase verb s tính toán đau cái đầu mà không biết làm sao luôn đó chỉ khó quá gốc này phải tập thì tính con PNR tính vậy nào số cái con thích phi gamma Berkeley resources có lẽ mình nên đọc qua bộ Berkeley qua Berkeley xem tình hình nó có dậy không nào không chết chết luôn à.